mới là ăn hàng ngày, nhiều khi ăn cái này cái kia đồ thịt vô, ăn bún, ăn bánh trái, ăn bánh mì rồi phải có cái chai tương ớt này mới được. Chị cũng có nhà mấy đó nó ưa lắm, lớn ăn dữ lắm. Mua nhà đông mua cái bự chứ, chị cũng mua cho bự, mua cái nhỏ nó mất tiền mất hơn. Không, chai bự 499, chai nhỏ 399, tại vì chai bự không có chỗ để, nhà chật quá nhiều đồ. Lấy chắc mấy mấy cái đồ đen này chắc giờ bỏ mấy sấy giặt hết. Bây giờ ba cái đồ này mua gì ở mình sẽ giặt. Chứ không ấy nó rút, bữa trước thì mua cái áo bên kia vải á, vải riêng hiện vậy giặt nó rút mày. Chị giặt chị thấy vừa vừa thôi. Chị đừng thấy tí, chị thấy nửa tiếng à, chị lấy ra được rồi chị máng lên. Rồi nó khô rồi mình cắt rồi mình may vậy là nó hết bớt rút rồi, nó không rút nhiêu nữa đâu. Rút ốm. Giờ cắt sẵn đi, cắt sẵn nó cái mấy. Mấy đi đi. Mấy xong rồi về cứ rồi. Ngày mai tôi đi tổng viện ở ngoài bác quỳ á, chỗ bà bác lên. Quá! Bây giờ, trời ơi sao bà qua kỳ với bà mai.